Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 33 xây dựng thành công con người Lào Cai giai đoạn mới. Tăng cường kết nối xuất khẩu nông sản, trái cây và thủy sản qua địa bàn Lào Cai. Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Dân khổ vì đường xuống cấp nghiêm trọng. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sáng ngày 31 tháng 5, tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và kết luận số 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về mua và đọc báo tạp chí của Đảng. Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Qua 5 năm triển khai Nghị quyết 33, tỉnh đã tập trung thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Kết thúc năm 2018, có 82% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 84% thôn bản tổ dân phố đạt văn hóa, gần 88 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Toàn tỉnh hiện có 26 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó nghi lễ kéo co, tày, giấy được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đến hết năm 2018, tỉnh Lào Cai có 86 trên 164 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, cùng nhiều nhà văn hóa, khu thể thao ở các khu dân cư, thôn bản. Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đối với việc thực hiện kết luận số 29 của Ban Bí thư về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, thời gian qua, đa số các cơ quan đơn vị đều dành kinh phí cho việc đặt mua dài hạn báo, tạp chí của Đảng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nghị quyết 33 vẫn còn một số tồn tại, như công tác quản lý nhà nước về văn hóa còn nhiều bất cập, một số giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ bị mai một, bị thương mại hóa. Do vậy, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục ngay từ gia đình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của Nghị quyết 33 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và xây dựng thành công con người Lào Cai trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới thì đề nghị hôm nay là có đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thì ở các cái cơ quan, đơn vị, lĩnh vực các đồng chí đang phụ trách hiện nay thì đề nghị các đồng chí là cần phải sớm cái việc mà tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện cụ thể hóa các cái nhiệm vụ mà đã được xác định và cũng đề nghị các đồng chí rất quan tâm cho các cái nhiệm vụ để mà thực hiện cái xây dựng phát triển toàn diện cái con người Lào Cai vừa là có được những cái phẩm chất chung của con người Việt Nam nhưng vậy có được những cái phẩm chất rất riêng có tính đặc trưng của người Lào Cai. Thế rồi cũng đề nghị các đồng chí cũng tiếp tục gắn cái thực hiện chỉ thị số 05, nghị quyết Trung ương 4 với cái việc thực hiện các cái nội dung mục tiêu về phát triển văn hóa và con người Lào Cai. Đối với thực hiện kết luận 29 của Ban Bí thư, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, ban ngành và các địa phương trong tỉnh cần quan tâm và thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo Đảng, bởi đây là tiếng nói chính thống của Đảng, để qua đây rèn luyện cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng ở mỗi cán bộ, đảng viên. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, sáng ngày 31 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản Lào Cai năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương, lãnh đạo Cục Thương vụ Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và hơn 200 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, trái cây và thủy sản đến từ các tỉnh thành của Việt Nam và Trung Quốc. Nhấn mạnh vai trò cầu nối của tỉnh Lào Cai trong hoạt động giao thương quốc tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng khẳng định, giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lào Cai trong những năm gần đây liên tục tăng trưởng ở mức cao. Trong đó, các mặt hàng nông sản, trái cây xuất khẩu ngày càng có vị trí quan trọng trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tại Lào Cai.
Riêng 4 tháng đầu năm 2019, giá trị xuất nhập khẩu nông sản thủy sản và trái cây đạt trên 600 triệu đô la, chiếm hơn một nửa giá trị xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Cùng với những nỗ lực trong triển khai các giải pháp nhằm khai thác lợi thế kinh tế cửa khẩu và hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam Trung Quốc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Hưng khẳng định trách nhiệm của tỉnh Lào Cai sẽ cùng đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm đối tác, bạn hàng, thúc đẩy xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, trái cây và thủy sản qua địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian tới. Tỉnh Lào Cai cam kết sẽ xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp khi có phản ánh, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, xây dựng Lào Cai trở thành điểm đến thành công của các doanh nghiệp. Tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, khó thực hiện để giảm chi phí và thời gian cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Sau phần giới thiệu khái quát về tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu của lãnh đạo Sở Công Thương Lào Cai, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, đại diện chính quyền Châu Hồng Hà và huyện Hà Khẩu tỉnh Vân Nam Trung Quốc kỳ vọng. Với xu hướng phát triển thương mại, xuất nhập khẩu giữa các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua, những cơ chế chính sách vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, hải sản thế mạnh của Việt Nam sẽ được tháo gỡ. Doanh nghiệp hai bên sẽ trở thành những đối tác bạn hàng tin cậy, thúc đẩy hoạt động giao thương và hội nhập kinh tế quốc tế tại đầu cầu kinh tế Lào Cai. Tỉnh Lào Cai tạo điều kiện để mà làm sao cho các cái mặt hàng nông sản đi sang xuất nhập khẩu được thuận lợi, đặc biệt là vấn đề cải cách thủ tục hành chính để đẩy nhanh cái tiến độ thông quan các mặt hàng này. Chúng tôi rất là ủng hộ và cũng mong rằng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mà các cái doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của hai nước xuất nhập khẩu tiến hành các cái hợp đồng được một cách nhanh chóng, đảm bảo cái chất lượng. Rất mong là các doanh nghiệp hôm nay tiếp tục đẩy mạnh cái việc giao thương xuất nhập khẩu các cái mặt hàng nông sản, đặc biệt là trái cây. Tại hội nghị, đại diện các đoàn đại biểu cùng doanh nghiệp một số địa phương của Việt Nam đã giới thiệu tiềm năng thế mạnh, bày tỏ mong muốn thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển thị trường và quan hệ bạn hàng, nhất là đối với các sản phẩm nông sản, trái cây và thủy sản như vải, nhãn lồng Hưng Yên, cà phê Đắk Lắk, gạo đặc sản Thái Bình, sản phẩm quế, mận, dứa, chè của Lào Cai, các mặt hàng thủy sản, hải sản của Hải Phòng, An Giang, Khánh Hòa, Cà Mau. Cùng với các hoạt động chính tại hội nghị kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản năm 2019, tại khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm giao thương thế mạnh của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp đến từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thông qua trao đổi đã có những giao kết trong hợp tác giao thương hàng hóa được ký kết, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019, khu trưng bày các sản phẩm nông thủy sản tại hội nghị kết nối xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản đã thu hút 44 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ 32 địa phương của Việt Nam. Đến với Lào Cai, cửa ngõ sôi động trong hoạt động giao thương và hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều doanh nghiệp xác định đây thực sự là cơ hội tốt để nắm bắt thị trường và nhu cầu của các doanh nghiệp Trung Quốc. Từ đó, doanh nghiệp hai nước có giải pháp phù hợp thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển thị trường và quan hệ bạn hàng. Nói chung là lần đầu tiên mới tới Lào Cai nhưng mà thấy ở đây thì rất hấp dẫn. Ở chỗ ở đây là gần gũi với đất nước Trung Quốc thì cái lực lượng của người mua thì sức hút của người mua rất là lớn. Cái mặt hàng mình đem đến đây thì bà con ta rất là ưa thích, thì ai ăn thử thì ta thấy cảm nhận thấy cái mặt hàng mình rất là ngon, khẩu vị rất là hợp với ở vùng này. Lần này thì cũng kỳ vọng cũng mong muốn là coi kết nối với ở Lào Cai cùng với ở địa phận Trung Quốc để mình bán qua để được nhiều mặt hàng. Lào Cai thì gần ở Trung Quốc và thị trường Trung Quốc thì cũng là một thị trường rất lớn. Thì chúng tôi mong muốn đến đây thì đem đến thứ nhất là xuất khẩu được một số mặt hàng đặc trưng như là bơ và cà phê và chanh leo. Nó phát huy được cái lợi thế vùng của chúng tôi. Kỳ vọng rất lớn chứ. Đối với thị trường Trung Quốc thì chúng tôi kỳ vọng rất lớn về những cái mặt hàng nông sản, về những cái đặc trưng của vùng miền. Quan trọng là làm sao những cái sản phẩm này của chúng tôi với một những cái diện tích là rất là lớn như vậy thì chúng tôi những cái sản phẩm như bơ chúng tôi có thể xuất được chính ngạch để đảm bảo cái việc giao thương giữa hai bên nó thuận lợi, không bị bế tắc.
tôi đã tìm thấy được đối tác thương mại quan trọng. Tôi cho rằng sự kiện hôm nay đã kiến tạo sân chơi có sức thu hút vì sự hợp tác kinh tế thương mại và giao lưu giữa doanh nghiệp hai nước. Cùng với mong muốn các ngành chức năng của Lào Cai tiếp tục hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu. Ngay tại khu trưng bày, qua tìm hiểu và trao đổi giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, đã có những giao kết hợp tác cung ứng hàng hóa được tiến hành. Qua hội nghị này, chúng tôi kỳ vọng là các doanh nghiệp của Hải Dương, các doanh nghiệp các tỉnh bạn thì đã kết nối với nhau và đã tạo rất nhiều cơ hội. Thì tuy nhiên chỉ diễn ra có một tiếng đồng hồ, nhưng mà các doanh nghiệp Hải Dương đã tìm được những đối tác, những cái bạn hàng rất là thành công. Để phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh có chung biên giới với Trung Quốc là thị trường lớn, thì các doanh nghiệp Lào Cai chúng tôi cũng phát huy cái vai trò làm cầu nối và khai thác thị hàng nông sản của các vùng miền để đưa vào thị trường Trung Quốc. Doanh nghiệp chúng tôi mong muốn là cơ quan chức năng quản lý nhà nước hai bên cũng như hai địa phương là tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cũng như là minh bạch, công khai minh bạch và giảm thủ tục hành chính, lắng nghe và cùng đồng hành doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp khác của Việt Nam bày tỏ mong muốn tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức thường niên các sự kiện giao lưu, xúc tiến hàng hóa, thu hút đông đảo doanh nghiệp đến từ các địa phương của Trung Quốc, từ đó tạo cơ hội kết nối thị trường, xuất khẩu hàng hóa, nhất là những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 136 ngày 3 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trên địa bàn. Sau hơn một tháng triển khai, các quy định thực hiện nếp sống văn hóa văn minh được triển khai mạnh mẽ, có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, từ thành phố đến cơ sở. Các xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về nếp sống văn hóa văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, cách ứng xử, quản lý vật nuôi, quản lý nhà nước về quảng cáo, thông qua họp triển khai, hội nghị tuyên vận, loa truyền thanh. Phát huy được vai trò tự quản ở khu dân cư, vai trò trách nhiệm của bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, ban bảo vệ dân phố và các chi hội đoàn thể ở khu dân cư. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc chấp hành của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về văn hóa văn minh, xây dựng hình ảnh con người thành phố Lào Cai, văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương. Trước đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cũng gặp gỡ, trao đổi với 45 cơ sở tổ chức sự kiện, kinh doanh rạp cưới, rạp tang, các ban nhạc hiếu trên địa bàn thành phố và huyện Bảo Thắng. Tại hội nghị, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, đại diện các xã phường đã ký cam kết với thành phố Lào Cai trong việc thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành đơn giá hỗ trợ tạm thời đối với nông dân có gia súc bị bệnh buộc phải tiêu hủy theo quy định. Các loại dịch bệnh nằm trong diện hỗ trợ gồm lở mồm long móng, bệnh nhiệt thán, tai xanh lợn, dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm. Đối với các hộ nông dân có lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi, đơn giá áp dụng để hỗ trợ nông dân được tính cụ thể như sau. Cụ thể, đối với lợn con, lợn thịt các loại, mức hỗ trợ bằng 80% giá trị thị trường tại thời điểm tiêu hủy và địa phương đang có dịch. Hiện tại giá thịt lợn hơi trên địa bàn là 35.000 đồng. Như vậy, mức hỗ trợ cho nông dân có lợn con và lợn thịt buộc phải tiêu hủy là 28.000 đồng mỗi kg hơi. Đối với lợn nái, lợn được giống đang khai thác, mức hỗ trợ bằng 1,5 lần so với lợn con, lợn thịt các loại. Mức hỗ trợ đối với lợn nái, lợn được giống đang khai thác là 42.000 đồng mỗi kg hơi. Khi giá lợn có biến động tăng, giảm, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ tăng hoặc giảm 20%, nhưng không quá 38.000 đồng mỗi kg lợn hơi. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu việc hỗ trợ phải được thực hiện trên nguyên tắc kịp thời, trực tiếp bằng tiền cho chủ chăn nuôi. Việc hỗ trợ phải được công khai minh bạch, đúng mức, đúng đối tượng và niêm yết công khai danh sách, số tiền hỗ trợ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã theo quy định. Trong trường hợp có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, chủ chăn nuôi chỉ được nhận một chính sách hỗ trợ phù hợp nhất. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Đến thời điểm này, công tác ôn tập bổ sung kiến thức cho học sinh tại các trường trung học cơ sở đã hoàn tất. Cùng với đó, mọi công tác chuẩn bị cũng đang tích cực được triển khai để kỳ thi được diễn ra an toàn, thành công.
Thời gian đang đếm ngược với thầy và trò lớp 9 trường Trung học cơ sở Khánh Yên, huyện Văn Bàn. Bên cạnh việc tổ chức ôn luyện theo phân luồng đối tượng học sinh, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tư vấn định hướng trường đăng ký dự thi, động viên các em mạnh dạn đặt ra mục tiêu để phấn đấu. Tại kỳ thi này, trường Trung học cơ sở Khánh Yên có 98 học sinh tham gia dự thi, trong đó có 8 học sinh đăng ký thi vào trường Trung học phổ thông chuyên và 12 học sinh đăng ký thi vào các trường nội trú, huyện và tỉnh. Chuẩn bị thi thì có khỏi không khỏi sự lo lắng, nhưng mà em vẫn cố gắng quyết tâm học, không nản chí để đạt kết quả cao nhất ạ. Các em học sinh của nhà trường Trung học cơ sở Khánh Yên đã được trang bị khá là cơ bản, đầy đủ các cái kiến thức trọng tâm, bám sát các cái nội dung kiến thức cơ bản để cho các em học sinh có một tâm thế, có một cái tư tưởng và sẵn sàng bước vào một kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Là trường trung học phổ thông duy nhất trên địa bàn tỉnh tổ chức ôn thi cho học sinh có nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10. Trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai hiện có 3 lớp ôn với 107 học sinh, trong đó hơn 40 học sinh là người dân tộc thiểu số. Bên cạnh việc củng cố, nâng cao kiến thức ở 3 môn thi cơ bản và môn chuyên, nhà trường còn chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng làm bài, giải đề và tổ chức cho các em tham gia kỳ thi thử. Qua đó, giúp các em tự tin nhằm giảm bớt áp lực trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Hiện nay thì về cơ bản thì các em đã có đầy đủ các kiến thức để có thể dự thi. Các thầy các cô ở trường trung học chuyên đã hướng dẫn các em cách học và đặc biệt về các kỹ thuật làm bài, tự tin khi các em làm bài cho cái kỳ thi tuyển sinh này. Chúng tôi cũng hy vọng là năm nay chúng tôi sẽ tuyển sinh được nhiều các học sinh ở các huyện và đặc biệt là các học sinh ở người dân tộc thiểu số. Năm học 2019-2020, toàn tỉnh sẽ tuyển mới 183 lớp 10 với tổng số 7.640 học sinh. Để nâng cao chất lượng tuyển sinh, ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm đến chất lượng học sinh cuối cấp, công khai cấu trúc đề thi và hướng dẫn ôn tập thi tuyển sinh. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp thực hiện nhiều giải pháp như đổi mới các khâu trong tổ chức kỳ thi, lựa chọn cán bộ, giáo viên có năng lực, phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm cao tham gia tổ chức kỳ thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chất lượng, hiệu quả. Thưa quý vị, tỉnh lộ 160 đoạn nối từ xã Tân Dương, huyện Bảo Yên đến xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, hàng ngày có mật độ người và lưu lượng phương tiện qua lại khá đông. Vậy nhưng tuyến đường này có nhiều đoạn đang bị xuống cấp nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân mà còn kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Những hình ảnh này được chúng tôi ghi lại tại tỉnh lộ 160 đoạn qua xã Bản Cái, huyện Bắc Hà. Thật khó để phân biệt đâu là đường giao thông liên huyện, đâu là đường công vụ thi công các công trình thủy điện dọc trên sông Chảy. Tuyến đường chỉ chịu được tải trọng hơn 10 tấn, nhưng lại phải oằn mình cõng những chiếc xe chở máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng trọng tải gấp 3 đến 4 lần cho phép của các công trường thủy điện. Do những xe chở vật liệu ấy, ví dụ xe chở xi này nọ, là hiện nay là cái đường này nó xuống cấp rất là trầm trọng, nên là đất đá lổm chổm đây, mặc dù là bà con có kiến nghị nhiều lần lên xã để đề nghị được tu sửa lại đường, nhưng mà họ chỉ đổ đá, đổ những cục đá to này, giả đường, mặc dù là có giả nhưng họ chỉ ra sửa để cho ô tô đi được thôi, chứ còn xe máy giữa các cái không thể đi lại được. Những ổ voi, ổ gà xuất hiện với mật độ dày đặc. Mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù, gây mất an toàn giao thông. Người dân đi lại, giao thương hàng hóa giữa các địa phương lân cận gặp rất nhiều khó khăn. Ngày nào cũng đưa đón con đi học mà đường cái đi lại khó khăn. Hàng hóa vận chuyển cũng khó khăn lắm cái đường này này. Xong mưa thì lại trơn, không đi được, nắng lại bụi quá, không đi đón được. Trước là giải nhựa, hiện nay thì nói chung là có những đoạn thì không phải đường nhựa, bây giờ chỉ có những đường giải đá cấp phối thôi, bởi vì nó xuống cấp chọc chọc quá, những cái xe đi qua thì cái ránh ấy còn bẹp nứt hết, gãy hết cả những đoạn ránh bê tông, các cái là nói chung bây giờ không thành đường. Tỉnh lộ 160 đoạn nối từ xã Tân Dương, huyện Bảo Yên đến xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội của các xã hạ huyện Bắc Hà và Bảo Yên.
Vậy nhưng tuyến đường giao thông này lại biến thành đường công vụ để thi công các công trình thủy điện. Đây là nguyên nhân chính khiến đoạn đường bị biến dạng, xuống cấp nghiêm trọng như thế này. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân cũng đã nhiều lần phản ánh, đề nghị. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết. Hiện nay thì cái xe chở xi, chở quá tải, chở xi giấy, chở quá tải, đi nắc hết đường ra. Nắc hết đường ra là dân không đi lại được. Ở đây có cả trường của dân, rất khó khăn. Mà xã cũng nhiều lần đề nghị chủ đầu tư Thủy Điện Nam Lúc sửa rồi, nhưng mà họ cũng có khắc phục, nhưng mà họ khắc phục chỉ tạm thời thôi chứ không đảm bảo. Thì tôi cũng muốn đề nghị các cơ quan chức năng mà tỉnh không chỉ nợ cho họ để chuẩn bị tu sửa chữa lại cái đường cho nhân dân đi, từ cái đoạn đường nó rất là lầy lội mà rất khó khăn cho người dân. Thực trạng trên đặt ra yêu cầu cấp bách đối với chính quyền địa phương, các ngành chức năng của tỉnh xem xét, tăng cường công tác quản lý và sửa chữa tuyến đường này, nhằm góp phần đảm bảo giao thông, ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của các địa phương phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.